Mời các bạn cùng xem câu chuyện cảm động sau đây nhé. Thương em Tích đang bệnh nặng nên Tôm gom hết tiền để dành để cứu em. Tấm lòng của Tôm đã giúp cho Tích thoát khỏi bệnh một cách thần kỳ. Chuyện thần kỳ. Lời Bảo Khang, phóng tác theo truyện ngắn của tác giả Aventa Mỹ, Hoàng Bình Trọng dịch, Trành Thanh Tâm. Hai anh em Tôm Tích rất yêu thương nhau. Ôi chà, em nặng quá à. Vì anh thua nên anh phải cõng em chứ. Nhưng... làm sao đây? Nguy quá. Chỉ có chuyện thần kỳ mới cứu nổi Tích thôi. Chuyện thần kỳ? Em đau lắm hả? Có mệt lắm không? Em mệt, không thở nổi. Chuyện này cứ diễn ra vài lần, và lần nào cũng... và sau đó, mà chúng ta sẽ chuyển nhà. Tiền thuê nhà này cao quá, tội nghiệp Tôm phải chuyển trường nữa. Ước gì có chuyện thần kỳ để giúp Tít. Lại là chuyện thần kỳ nữa sao? Thế là Tôm gom hết tiền dành dụm. Cô ơi, cô ơi cô, bé cưng muốn mua gì nè? Cháu muốn mua, cô ơi, cháu muốn mua chuyện thần kỳ ạ. Hả? Ngộ thế, là sao hả bé? Dạ, em Tích của cháu bị đau ở đây nè, đau ghê lắm. Bố mẹ cháu nói chỉ có chuyện thần kỳ mới giúp được em Tích thôi. Một chuyện thần kỳ thì giá bao nhiêu hả cô? Ở đây không có chuyện thần kỳ, cháu về đi nha. Cô ơi, cô ơi cô, cháu có tiền đây nè, cô bán cho cháu đi. Có chuyện gì thế? Cháu có tiền đây nè, bác bán cho cháu chuyện thần kỳ đi bác. Em Tích của cháu bị đau lắm hả? Thế cháu có bao nhiêu tiền? Dạ, cháu có 10.000. Dạ, 2 đồng xu, 200 đồng ạ. Ồ, thật tuyệt. Nó vừa đủ cho một chuyện thần kỳ cho em cháu. Bác ơi, nhà cháu ở đằng kia kìa. Rồi, bác sẽ xem chuyện thần kỳ nào hợp với bệnh của em cháu nha. Chào anh chị, tôi đến khám cho cháu Tích. Bố mẹ ơi, con kiếm được chuyện thần kỳ rồi nè. Nhưng chúng tôi không có nhiều tiền. Để bác cho Tích một chuyện thần kỳ nha. Ca phẫu thuật đúng là chuyện thần kỳ, không biết tốn bao nhiêu. Chỉ có 10.000 và 2 đồng xu 200 thôi mẹ à. Cộng thêm niềm tin của cậu bé này nữa chứ. Dạ, cảm ơn bác sĩ.